Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, ngay sau phía chúng tôi đây. Đây chính là trụ sở của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Liên bang Đức, nơi trung tâm ở đây sẽ điều hành toàn bộ các hệ thống, các hoạt động của Cộng hòa Liên bang Đức, của quân đội nước Đức tại các nơi trên thế giới. Và vì sao ngày hôm nay tôi có mặt ở đây? Bởi vì tại Việt Nam, vào ngày 13 tháng 11 năm 2022 vừa qua thì đã có sự chuyến thăm của ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thủ đô Hà Nội. Và tại đó thì ông Scholz đã có cuộc gặp với ông Tổng Bí thư của Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. Và sau đó ông cũng có cuộc gặp cùng lúc đó với cả ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Cuộc gặp với ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dài hơn, lâu hơn và tham gia nhiều cái sự kiện khác nhau hơn, ngay cả việc ông cũng đi dạo phố ở Hà Nội. Thì đấy là thể hiện một cái sự quan hệ của hai nước dường như đã gần gũi nhau hơn sau cái sự việc vào năm 2017 bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng cũng tại Việt Nam lại vì sao lại không diễn ra cái buổi chứng kiến ký kết hợp tác giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Đức, mà chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là đại diện của quân vụ của Đức tại Hà Nội đã ký kết, và ngược lại cũng tại Berlin là ông Minh, đại tá Minh cũng là đại diện để ký kết cho cái hợp tác đó. Trong khi đó, ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bay thẳng từ Berlin về châu Á và về Hà Nội. Nhưng mà đoàn quân đội của Đức ở đây, họ đã không đi theo chuyên cơ đó của chính phủ Đức. Bởi vì cái việc ký kết này chỉ được thực hiện gián tiếp. Điều đó khẳng định một điều rằng là cái việc mà hợp tác quân sự giữa Đức và Việt Nam nó vẫn chưa đưa đến đâu. Nó chỉ là những cái biên bản ghi nhớ, những hợp tác rất là ít về mặt quốc phòng, ví dụ như về đào tạo quân y, rồi và một số cái thông tin khác, ví dụ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, mà nó không hề đi sâu vào những lĩnh vực khác rất quan trọng đối với Việt Nam trong việc bảo vệ biên giới hải đảo của Việt Nam. Được biết, cái quan hệ của Đức với Việt Nam đã có từ rất lâu rồi, nhưng hiện nay Việt Nam vẫn chưa thể mua được những loại vũ khí hạng nặng rất nổi tiếng của Đức, và chỉ mua được một số cái phương tiện, ví dụ như là máy cho các tàu chiến của Việt Nam chẳng hạn, là máy tàu thủy, tàu chiến là phải mua của Đức, bởi vì nó rất tốt, rất bền, cơ động và cái độ an toàn của nó rất cao, cũng như độ tin cậy đối với nó rất cao. Chính vì vậy mà Việt Nam dường như là có đặt văn phòng quân vụ tại Berlin nhưng mà không thể phát triển hơn đối với phía Đức về cái hợp tác quân sự được. Mặt khác thì Việt Nam và Đức là hai thể chế hoàn toàn khác nhau. Nước Đức là một thể chế đa đảng, quân đội và công an thì không nằm dưới sự điều hành toàn bộ của một cái đảng nào đó, mà họ chỉ làm theo hiến pháp và pháp luật của nước Đức. Họ bảo vệ quân đội thì bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, công an thì bảo vệ trật tự an ninh bên trong. Thì đấy là những cái điều mà phía Đức làm. Nhưng Việt Nam thì khác hẳn. Việt Nam thì cả quân đội, cả công an đều nằm dưới sự điều hành của một cái đảng duy nhất là Đảng Cộng sản. Thế thì điều đó sẽ dẫn đến những cái chuyên quyền. Trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến những quan chức của quân đội, công an Việt Nam tham nhũng, tham ô vô vàn, rất nhiều. Toàn bộ tài sản, toàn bộ vật tư, vật chất của người dân Việt Nam thì đã bị quân đội và công an đã chiếm giữ quá nhiều. Và họ tham nhũng, tham ô, họ bán tài sản công với giá rẻ mạt để đút túi riêng. Đó là những cái vụ án tham nhũng rất lớn, vụ án bảo kê cho buôn lậu rất lớn, lại do chính các quan chức của quân đội và của công an làm. Trước năm 2017, khi vụ bắt cóc chưa xảy ra thì vẫn có những quan chức cấp cao, cấp thứ trưởng và cấp cao hơn nữa của Việt Nam sang phía bên quân đội Đức để tham gia vào những chương trình khác nhau. Nhưng từ sau đó trở đi thì phía Việt Nam dường như không có những cái đoàn quan chức cấp cao sang đây được nữa. Bởi vì khi cái việc bắt cóc xảy ra, ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra ở Berlin ấy, thì cái việc đấy đương nhiên chỉ liên quan đến Tổng cục 5 và Tổng cục Tình báo của Bộ Công an thôi, nó không liên quan đến quân đội. Nhưng mà cũng là một trong một cái khối nằm dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cái người tệ hại nhất là cái người ra lệnh bắt cóc lại là, theo cái cáo trạng của tòa án, lại là ông Nguyễn Phú Trọng. Mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư quân ủy trung ương thì ông ta là cái người mang trách nhiệm rất lớn trong cái vụ việc này xảy ra. Còn ông Tô Lâm chỉ là cái người thực hiện thừa hành thôi. Ông tướng Đường Minh Hưng là trực tiếp ở đây, ở khách sạn cách đây không xa, để đi bắt cóc, theo dõi người dân Việt Nam ở đây, và sau đó bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về. Chính vì vậy mà cái quan hệ kể cả quân sự của Đức với Việt Nam thì không có sự phát triển về chiều sâu được. Bởi vì đơn giản là họ không tin nhau. Phía Đức không còn tin Việt Nam nữa. Mà ngay cả cái việc ông Phạm Bình Minh
trước đây đã sang, gần đây đã sang phía Đức để nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức. Thì phía Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức họ cũng đưa ra cái thông báo rõ ràng là bây giờ chúng ta phải xây dựng lại từ đầu. Có nghĩa là coi như những cái trước đây mấy chục năm từ trước đến nay chúng ta xây dựng quan hệ là vứt bỏ, là xóa hết, và phải xây dựng bắt đầu từ đây. Mà xây dựng lại thì các bạn biết là rất lâu để có thể đạt được một cái niềm tin nào đó. Như vậy là cái quan hệ giữa hai nước vẫn còn căng thẳng, mà đặc biệt với quân đội hai nước cũng như vậy. Và một cái điều tệ hại nữa là Việt Nam rất thân với Nga, sử dụng nhiều vũ khí của Nga, và ngay cả trong cái cuộc chiến, trong cái cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vừa qua diễn ra, thì Việt Nam dường như lại ngả về phía Nga. Rất nhiều người quan chức cấp cao của Việt Nam lại ủng hộ Nga để đi xâm lược một nước khác như vậy. Thì đây là cái điều mà Đức nói riêng và châu Âu nói chung đánh giá rất xấu về các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khi họ đã hành xử như thế. Và cũng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã chứng kiến ở Liên Hợp Quốc về cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Nga, đó là Nga phải bồi thường thiệt hại cho Ukraine trong cái cuộc chiến xâm lược Ukraine xảy ra trong thời gian vừa qua. Thì Việt Nam lại bỏ phiếu trắng. Tức là cái ông này, Việt Nam này, là cái quan điểm của ông không rõ ràng. Ông cứ đâu theo đấy, và ông dường như rất sợ Nga. Lúc thì bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc, lúc thì bỏ phiếu trắng, và một cái sự không rõ ràng. Mà trong khi Việt Nam là một đất nước không phải là nhỏ, với hàng trăm triệu người dân, rồi Việt Nam đang luôn luôn bị đe dọa trước sự xâm lấn của Trung Quốc, khi họ đang tuyên bố toàn bộ cái vùng Biển Đông đó là đường 9 đoạn đó là toàn bộ chủ quyền là của Trung Quốc. Và họ thậm chí Trung Quốc đã làm không khác gì Nga bây giờ. Họ tuyên bố đấy là những khu vực đó là thuộc một cái tỉnh của họ rồi. Và các căn cứ quân sự của những cán bộ chiến sĩ của Việt Nam ở các đảo đang đóng ở đó phải rút đi và để lại toàn bộ những cái vùng đất, vùng biển đó cho Trung Quốc, bởi vì đó là lãnh thổ của họ. Nhưng không hiểu sao thì Việt Nam vẫn bám vào cái điều đó và vẫn tiếp tục ve vãn Trung Quốc và tiếp tục ủng hộ Nga. Bởi vì ở châu Âu họ sẽ nhìn thấy rằng khi Việt Nam tiếp tục buôn bán, trả tiền cho Nga, thì Nga sẽ dùng những cái đồng tiền đó để họ mua vũ khí, sản xuất vũ khí, để họ mua trang thiết bị quân sự, để họ tiếp tục bắn. Như hôm nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tên lửa đã bị bắn vào Ukraine, chết nhiều người. Và cái việc này xảy ra liên tục, thì nếu mà tính tổng số người đã chết của cả hai bên thì nó lên đến hàng trăm ngàn người rồi. Và thiệt hại kinh tế, thiệt hại về tài sản rất lớn. Và gần 10 triệu người Ukraine đã phải bỏ đất nước của họ ra đi để tị nạn chính trị và tị nạn ở những nước xung quanh, tị nạn chiến tranh. Thì đây là một cái điều mà rất là đáng lên án. Và ông Thủ tướng Olaf Scholz của Đức vừa rồi sang Việt Nam cũng thúc giục Việt Nam phải thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Thì có như vậy thì bên quân đội Đức và phía Đức họ mới hợp tác, họ mới làm những cái công việc có chiều sâu hơn với Việt Nam. Nhưng mà phía Việt Nam dường như là cái này rất khó, bởi vì nó thuộc về cái bảo thủ của những cái người đứng đầu như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là những người chỉ học ít tháng ở Liên Xô trước đây, và ông ta cứ tưởng rằng là xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp, cho nên ông ta tìm mọi cách là xây dựng, rồi là định hướng, rồi bắt buộc hàng trăm triệu người dân Việt Nam phải đi theo cái xã hội chủ nghĩa, một cái thiên đường nào đó mà ông ta nghĩ rằng là đúng. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không thấy đâu, những cái đất nước, những cái thể chế mà theo cái xã hội chủ nghĩa đó ở trên thế giới nó dần dần sụp đổ hết. Và toàn bộ cái nguồn lực xã hội đã bị lãng phí, thậm chí là sinh mạng con người đã bị mất đi chỉ vì những cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Và khi Việt Nam không thể hiện rõ cái quan điểm của mình đối với Nga, thì đương nhiên những cái hợp tác quốc phòng như ở đây đối với Việt Nam sẽ không có sự phát triển. Và những cái vấn đề bảo vệ biên giới hải đảo của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì Việt Nam vẫn sử dụng những loại vũ khí cũ không còn hiệu quả nữa của Nga. Và nếu như thế thì quân đội Việt Nam sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu một lúc nào đó Trung Quốc với số lượng vũ khí khổng lồ họ có thể tấn công Việt Nam. Và đó có thể là cái điều mà ông Thủ tướng Olaf Scholz trong thời gian vừa đến Việt Nam đã không chứng kiến cái việc ký kết hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Đức, cái điều rất quan trọng, mà họ đã dùng một cấp rất thấp hơn và ký kết gián tiếp ở văn bản ở hai nơi, Hà Nội và Berlin, sau đó chuyển cho nhau mà thôi. Chứ họ không tổ chức một cái việc ký kết đàng hoàng, rõ ràng và minh bạch ngay tại thủ đô Hà Nội nhân cái chuyến thăm của ông Olaf Scholz, ông Thủ tướng Đức đến Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Vì sao Đức không ký kết chính thức
quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Đức và Việt Nam tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de